chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kawasaki Kip 110 có cái màn thức tỉnh kinh hoàng sau hơn 20 năm ngủ quên. Để nói về nước Thái Lan trong việc độ xe thì có lẽ ai cũng suy nghĩ đến những chiếc xe được độ rất là phong cách. Ngoài những phong cách nhìn sắc sặc sỡ thì Baker bên Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như bị tuyệt chủng. Điển hình là cái chiếc Kawasaki Kip 110 độ dưới đây có tuổi đời là hơn 20 năm tuổi vừa được hồi sinh lại. Xem qua tổng thể thấy tuổi đời rất cao thế này giữ được nguyên nhiệt áo nguyên thủy chắc là rất khó. Chính vì điều đó, ngay từ chèn áo ngoài được sơn lại khiến chiếc xe trở nên mới mẻ, thể thao hơn rất nhiều so với gam màu đỏ. Đi cùng đó loạt đồ chơi kiện giá trị được các thằng xe một cách thẩm mỹ, đem lại một cái đẳng cấp mới cũng như những năng cầu cho cái dòng xe này. Ở đây ta thấy mờ ảo với cái sự hiện diện của cụm cái thắng kiểu Remo Crossy đi cùng chiếc bình dầu rời. Mẫu tay này có thiết kế tự nhôm sắc sảo trong từng chi tiết, được tích hợp chống gãy và đấm tăng chỉnh khoảng cách theo thứ tay từ mỗi người. Ngoài ra giúp lực bóp dịu nhẹ nhưng tác động rất mạnh mẽ để xử lý ổn định phanh trong mọi tình huống khẩn cấp. Cái cụm tacon đồ chơi với tính năng chống gãy nó giúp phần nào thể hiện những bước sang số trở nên tinh động hơn. Ở đây ta cũng thấy người chủ trang bị cụm công tắc chuyên dụng hãng Domino với nhiều công tắc phụ rất tiện ích. Và đây là một trong những khung thần tốc độ nên việc trang bị trợ lực trung tâm Hoyle là điều rất cần thiết. Ta thấy nó được gắn hoàn chỉnh rất đẹp, giúp cho chiếc xe ổn định phần tải lái hơn khi chở một độ cao hoặc cái núm tăng chỉnh nặng nhẹ. Chèn chân với một đúc nguyên thủy được thay mới bằng cái bánh căm liền nhôm. Việc chơi bánh căm liền nhôm giúp cho những chiếc xe chạm đáng kể, chạy tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh nâng cấp rất mạnh, đĩa đồ chơi kết hợp cùng hệ Remo 4 bit qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác cực cao. Hệ thống cái giảm tốc sim phía sau được thay mới bằng hình Hoyle danh tiếng. Đây là một cục có cái tì lò xo kích thước lớn hơn sim, đem lại sự cứng cáp. Lò xo sơn vàng nổi bật đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý trong mọi địa hình. Phía chân cục có núm chỉnh quằn ngược là nhanh hơn, quằn ngược là mềm. Lúc đi tour chạy nhanh hơn quặn cũng thêm vài nấc, tour về sẽ ra như cũ đi phố cho im. Người chủ đã trang bị bên đạp Remo Medis tích hợp ẩu chỉ dầu. Việc kê bên này sẽ giúp cho người xem có cái nhìn gọn gàng, tinh tế, cũng như người lái xử lý cái việc rà thắng linh hoạt hơn. Hệ thống phanh sau chế heo Remo Medis 2 bit được cố định hoàn chỉnh qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy. Ống xả DBS với lòng carbon kết hợp cùng với cổ bô cuộn bầu tạo từ titan cho âm thanh tê tái đầy quy lực. Honda Quay độ khó đồ chơi hàng hiệu phô diễn qua góc ảnh phơi sáng. Sau hơn 15 năm có mặt ở thị trường Việt Nam thì cái chiếc Honda Quay đã lấy được rất nhiều tình cảm người chơi ở Việt Nam. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại có rất nhiều con quay Alpha đời cũ vẫn được săn tìm nhiều nơi và giá thành cũng là tương đối khá cao so với những mẫu xe khác ở trên thị trường. Khoác trên mình một dàn áo bạc lịch lãm thể thao, chủ xe còn tinh tế tạo điểm nhấn màu sắc cho con chiến mã của mình bằng dàn chân mang cái màu vàng gần gũi. Trang bị chó đèn là hai bóng, món đồ chơi chính hãng được nhập khẩu từ Thái Lan, được rất nhiều em chơi quay Alpha là ưa chuộng. Và trong nhiều năm qua, ngoài cái đẹp ẩm tiềm ẩn của dòng sản phẩm này cho ánh sáng lại tốt hơn nhờ vào cặp bóng halogen. Cái phần bình dầu Dixin Sin tạo một kiểu dáng là thoát cách, tẩy đi cái phần là nắm bình và được cố định bằng hai ốc kiểu cái màu xanh và chân kính được che đậy bằng một chiếc ốc đầu ti, đi kèm một cái chụp cao su chống bị tháo chậm khi gửi xe. Trang bị tay thắng CC tích hợp là 6 cấp tăng đường và tạo cái điều kiện phù hợp với kích thước tay sử dụng khi đeo cái bao tay. Và trên thân tay thắng còn có trang một rãnh nhỏ giúp cho luồng gió qua vô cùng là kêu học. Tay thắng này phải đi kèm một cái bản lề CC nên có dụng được là đa dạng cho dòng xe, chỉ còn chọn đúng cái bản lề thích hợp. Trang bị cho lực kẹp cổ làm nhiệm vụ giữ vững đầu xe chống tình trạng xe lắc từ độ cao. Vì đây là món đồ chơi chế thêm nên người thợ phải canh chỉnh vô cùng vất vả, vừa đảm nhận được khả năng vận hành còn phải nhìn sao cho thẩm mỹ nhất. Vì có nhiều chiếc xe không thiên về mặt tốc độ quá nhiều nhưng vẫn muốn lắp cái trợ lực để làm kiểm. Nhìn xuống dàn chân trước thấy được cái sự cơ bắp trong từng chi tiết. Phay heo của dầu Nissin 2 bit được rất nhiều dòng xe ưa chuộng hôm nay. Kèm đó là cái đĩa gaffer ở trước cùng thất lòng CC và vài chỗ ốc kiểu trắng. Chỉ dùng cái niềng nhôm SL vàng cái chữ đỏ. Niềng này khá hiếm ở Việt Nam, rất khó tìm.
Sản phẩm này có mức giá thành cũng rất cao, nhưng bù lại người chơi xe được trải nghiệm một cái sản phẩm là khá đẹp, bao cứng cáp và trọng lượng rất nhẹ hơn so với sản phẩm khác đang có ở trên thị trường. Sử dụng cái bục Coilin có tổng chiều dài là 330mm, sử dụng được cho những dòng phim và phụ trợ mà không lo bị hụt cái chiều cao của xe. Cái độ nhún và độ nảy của phục là hoàn toàn có thể kiểm soát, chứ không nảy một cách theo quán tính và đàn hồi của lò xo như những loại phục khác, tạo một cái khoảng thoải mái cho người điều khiển xe. Với sáng em trai bên một cái góc đường thần khi thành phố về đêm. Cảm ơn bạn dẹp này là cái tip, nhớ like, subscribe.